Công ty tài chính quốc tế IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới cho biết đang kỳ vọng sẽ đầu tư vào công ty xử lý nợ xấu VAMC. Tuy nhiên, tổ chức này chưa công bố số vốn cụ thể dự kiến sẽ rót vào VAMC vì còn đang cân nhắc việc định giá của tổ chức này. Trong buổi họp báo chiều ngày 15 tháng 8, IFC cho rằng Việt Nam nên hợp tác rộng rãi hơn nữa với các đối tác nước ngoài uy tín để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nợ xấu hiện nay. IFC dự kiến sẽ đầu tư mạnh hơn vào Việt Nam trong các năm sắp tới, trong đó có đầu tư vào công ty xử lý nợ xấu VAMC. IFC cũng cho biết năm 2014 tới đây sẽ đầu tư hơn 1 tỷ đô la nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Theo đại diện IFC, quá trình tiếp xúc với nhiều quỹ đầu tư tư nhân ở Mỹ và châu Á đã từng phân tích thị trường Việt Nam cho thấy, nhà đầu tư quốc tế đang rất quan tâm đến khả năng mua nợ xấu tại Việt Nam. Chuyện còn lại là sự sẵn sàng của chính phủ mà thôi. Cũng theo IFC, tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng Việt Nam chưa đến mức quá nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là cách thức và khả năng xử lý nợ xấu của các ngân hàng cũng như VAMC.